Đầu tiên chúng ta cùng nhắc tới đó là cục thịt bò, có phải là amino chưa? Rồi bây giờ cục thịt bò được băm nhỏ 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 nhuyễn 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 ra, có phải là amino chưa? Và câu trả lời là chưa. Cục thịt bò và cục thịt bò băm nhỏ vẫn chưa là amino. Như vậy thì khi nào nó mới thành amino? Trong cái vấn đề thực tế, tôi có nghe khá là nhiều cái câu chuyện đó là gì? Đó là người ta đem sữa ông Thọ đi phun, hột gà người ta quậy quậy ra cho nó tan và người ta đem đi phun. Người ta đem phun trực tiếp lên cây trồng để làm chi? Để đem những cái chất người ta gọi là dinh dưỡng đó đó, thông thường người ta thấy là giống như mệt mệt vô ăn trứng nó khỏe, hoặc là mệt mệt vô uống sữa nó khỏe, thì người ta đem trứng gà, người ta đem sữa ông Thọ ra, người ta đem phun cho cây trồng, người ta đem phun cho lúa, và người ta nghĩ là nó sẽ bổ cho cây. Và điều này nó có đúng hay không, và đúng hay không đúng thì các bạn chịu khó ngồi coi hết clip hôm nay, tôi sẽ nói tất tần tật về những cái mà tôi biết, và tôi sẽ nói rõ cho các bạn về cái amino. Amino có thể là được xem là cái mà quan trọng nhất dành cho cây và thậm chí là dành cho con người. Và amino chính là cái cơ sở vật chất bé nhất của cục thịt bò, hay nói khoa học lơ hơn là cái cơ sở bé nhất của protein. Và khi nào cái protein nó thành amino? Cái protein đầu tiên cục thịt bò được nhai vào miệng thì dưới tác động của nước miếng là enzyme, và cái enzyme này nó sẽ là một phần tác động để giúp cho cục thịt bò dễ tiêu hơn. À, chứ nó cũng chưa thành amino đâu các bạn. Sau khi được nuốt vào trong bao tử các kiểu A, B, D, C, F, và nó cũng sẽ được tác động bởi nhiều các yếu tố enzyme từ tụy hay là từ những cái tuyến nào trong dịch bao tử đó, và nó có những cái cơ sở biến cái protein đó, và nó sẽ cắt ngắn những cái protein đó thành cái amino, thì cái amino này mới được hấp thụ ở trong ruột non. Và tương tự với cây trồng nó cũng vậy. Khi mà các bạn muốn cây trồng nó hấp thụ được thì cái amino đó phải là cái amino đã được kích hoạt bởi enzyme, và amino đó phải là dạng amino dễ tiêu thì cây trồng nó mới hấp thụ được. Và amino Điền Gâu nói là nó quan trọng nhất, tại sao? Nó là cái cơ sở vật chất trong cái quá trình nguyên phân. Bây giờ nhớ lại cái nguyên phân đó là gì thì nó cũng hơi là khá phức tạp, nếu như các bạn học ngày xưa lớp, tôi nhớ lớp 7, lớp 8, 9 thì nó có nói tới cái quá trình nguyên phân. Nguyên phân là gì đi cho nó dễ nhớ nè: 1 nhân 2, 2 nhân 4, 4 nhân 8, 8 nhân 16, 16 nhân 32, 32 nhân 64, thì đó là quá trình nguyên phân. Như vậy thì amino nó giống như là cái cục gạch để các bạn xây nhà vậy đó, nhưng nó được nhân lên nguyên phân là quá trình gấp đôi, có nghĩa là tế bào nó cứ gấp đôi, tế bào nó cứ gấp đôi lên, và phải có vật chất là amino thì nó mới xây cái tế bào được. Cho nên thông thường amino nó sẽ được xài ở những giai đoạn nào? Nó xài ở những giai đoạn là cái kiểu là à, cái cây tôi không có gì hết á, tôi muốn cho nó có. Nó giống như trường hợp là cây của bạn không đẻ nhánh, bạn phun vô thì cây nó sẽ đẻ nhánh. Rồi cây của tôi sao thấy cái lá nó nhỏ quá ha, thì tôi đưa cái amino vô là lá nó sẽ bự. Nó là cái cơ sở vật chất trong cái quá trình nguyên phân mà. À, có nó thì mới có viên gạch để xây nhà. Amino được làm từ đâu? Amino được làm từ động vật. Amino được làm từ đâu? Được làm từ cá. Được làm từ cá thì người ta gọi là gì? Là đạm cá. Làm từ tôm, người ta gọi là đạm tôm. Từ đậu nành, người ta gọi là đạm đậu nành. À, như vậy thì amino thì nó chung chung quá. Nếu vậy thì cái clip hôm nay Điền Gâu có gì khác biệt không? Tại vì amino trên thị trường nó quá nhiều. Và sử dụng amino như thế nào nữa thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Nhìn thì nó dễ như vậy thôi, nhưng mà nó khó. Nó khó ở phương diện nào? Là mỗi một dòng sản phẩm tôi đã nói rất nhiều rồi, nó có u và nó có khuyết. Như vậy thì đạm cá nó cũng có u và nó có khuyết đó. Thì bây giờ giá thành đạm cá thì các bạn biết rồi, nó chỉ phù hợp cho vấn đề gì? Nó chỉ phù hợp cho ở cái phân khúc thị trường tưới, có thể là tưới cho rau màu, những cây ngắn hạn, những cây mà theo kiểu là ở phập phù 1-2 tháng rồi ăn, thì đó là cái phân khúc dành cho đạm cá để tưới. Còn những cái phân khúc cao cấp hơn thì các bạn nếu mà phun qua lá thì các bạn phải biết cách sử dụng. Tại vì nếu như amino các bạn không biết cách sử dụng thì đó là con dao hai lưỡi. Cái lưỡi bén đó là gì? Lá của bạn nó sẽ bị mỏng đó, lá của bạn nó sẽ bất thình lình nó sẽ bị phượt, nấm khuẩn tấn công. Như vậy thì sử dụng amino nó khó, nó cực kỳ khó. Tôi muốn trở lại và tôi nói với các bạn chút xíu về cái vấn đề về hột gà và sữa ông Thọ lúc nãy. Hột gà và sữa ông Thọ lúc nãy thì rõ ràng nó là những cái dạng đạm dễ hấp thụ, nhưng nó cũng chưa phải là amino. Nó chưa được kích hoạt bởi một cái enzyme và nó chưa thành amino. Cho nên là khi mà các bạn phun vô cây thì ít nhiều nó cũng có hấp thụ đó, nhưng mà hấp thụ thì không bao nhiêu, nhưng mà tác hại thì nhiều. Tác hại là bạn kéo theo là cái chất đó là chất bổ của nấm, chất đó là chất bổ của khuẩn, và nó sẽ kéo theo và nó sẽ dẫn dụ nấm khuẩn tấn công lên lá cây của bạn. Tôi không biết thì lợi nó bao nhiêu, nhưng mà cái hại nó quá nhiều. Cái nào nó cũng có u và nó có khuyết cả. Tôi sẽ mang đến cho bạn hôm nay là một dòng sản phẩm rất tâm đắc, amino dược liệu đến từ châu Âu các bạn, đến từ Đức. Và hôm nay tôi lại đi chung với một cái combo như thế này.
Là bạn rõ ràng bạn thấy đó là gì? Optimum và Orange. Orange thì nếu như các bạn đã từng xem Điền Gâu review về Orange thì các bạn cũng biết đó là Orange là một cái dòng sản phẩm được làm từ rong biển và được làm từ đại dương, và trong này nó có những cái hormone được làm từ thực vật khá là đặc biệt từ Orange. Nhưng tại sao hôm nay tôi lại đưa lên cái cặp này? Tôi sẽ đặt tên cho nó là combo lá bự chà bá các bạn. Vậy đi cho các bạn dễ hiểu. Rồi bây giờ tôi sẽ nói nhiều hơn về cái Optimum này cho các bạn nghe. Đây là dòng sản phẩm dược liệu. Dược liệu là gì? Có nghĩa là nó được làm từ những cây mang cái thiên hướng dược liệu. Và khi mà bạn sử dụng amino thì nó có cái khuyết á là nó sẽ kéo theo bệnh ở những cái giai đoạn mùa mưa nè, làm cho lá của bạn bị phượt nè, làm cho lá của bạn bị mỏng lá nè, nếu như các bạn sử dụng amino không đúng cách. Còn amino dược liệu nó sẽ cải thiện đi cái vấn đề đó. Và khi mà tôi đưa cái vấn đề của cái amino dược liệu này vào trong cái combo là combo lá bự chà bá này, các bạn sẽ thấy đó là gì? Lá của cây của bạn rất xanh, và cây của bạn nó không có gì là nó không nở, và nó sẽ nở. Ví dụ như lúa các bạn không nở thì nó sẽ nở. Rồi ví dụ như sầu riêng của bạn nó không đâm đọt, nó không đẻ nhánh, lá thì có chút xíu không, thì ok, combo này là một trong những cái giải pháp combo phục hồi bá đạo luôn. Một cây hàng đến từ Đức và một cây hàng đến từ Tây Ban Nha, hai dòng sản phẩm của châu Âu. Và tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy cái amino dược liệu này nó rất đặc biệt. Đầu tiên là cái chai này nó rất là giống sữa ông Thọ các bạn. Nó rất là giống sữa ông Thọ. Và cái mùi của cái Optimum này đúng là nó mang cái thiên hướng của vật của dược liệu. Có nghĩa là dược liệu là khi mà các bạn phun vô ở những thời điểm cây trồng nó có vấn đề về bệnh đi chẳng hạn thì nó cũng không hại cây của bạn. Cái dược liệu nó có cái hay là khi bạn đưa cái amino vô, nó vừa có tác động là làm cho lá của bạn bự lên. Lá bạn bự thì cái khả năng lá bạn hứng được nhiều ánh sáng thì nó quang hợp nó sẽ tốt hơn, cung cấp đường bột nó sẽ tốt hơn và sức khỏe cây nó sẽ tốt hơn. Nói chung là nó là cơ sở và nó là viên gạch dành cho mọi cây trồng. Của Jack Mini nó khác không các bạn? Các bạn từ đó giờ các bạn xài amino, các bạn thấy có amino nào nó khác như thế này chưa? Nó rất khác biệt. Amino thông thường các bạn sẽ xài sẽ là những amino dạng hữu cơ và đi thiên hướng là nước đen. Và các bạn chưa bao giờ tìm được cái dòng amino nào nó kẹo và nó đặc như thế này. Và cái mùi của amino này nó đặc biệt lắm. Nó rất là đặc biệt. Và các bạn đưa amino này vô cây các bạn khoảng 7 ngày thôi, các bạn sẽ thấy là lá cây của bạn nó sẽ khác, tược cành các bạn cũng sẽ khác, và đặc biệt là lá gất dày và khả năng quang hợp lá là tuyệt vời luôn. Và tôi đã nói rồi, cái combo tôi sẽ đặt là combo Optimum và Orange là một trong những combo đặc biệt, combo lá bự chà bá. Tên sản phẩm nói lên tất cả các bạn. Combo này có thể sử dụng ở mọi giai đoạn dành cho cây. Cây con thì quá bá cháy rồi. Nói với trường hợp cây con thì nếu như các bạn quánh thêm một chai combi Italy của Ý này vô trong cái combo này nữa thì tôi nói với các bạn là cây con của bạn là tới gà. Hoặc là trường hợp lúa của bạn bây giờ tháng này nó không đẻ nhánh thì ok, bạn đưa combo này vô thử đi, tôi đảm bảo với bạn là bao đẻ luôn. Rồi ví dụ như trường hợp cây sầu riêng hay là cây vấn đề về những cái nhóm cây leo vàng chẳng hạn, cây của bạn không có bung đọt, cây các bạn yếu, cây các bạn phục hồi kém thì ok, đây là một combo phục hồi mà tôi nghĩ nó cũng khá là thú vị. Nhưng nó không phải thần thánh. Nó chỉ thần thánh khi nào bạn cầm sản phẩm và bạn biết xài nó thì nó mới thần thánh. Còn bạn cầm sản phẩm mà cây của bạn bây giờ nó đang bị vàng lá, cây của bạn nó đang bị tiến trùng và cây của bạn nó quá yếu, nó quá xiên thì ok, bạn dùng combo này tôi nghĩ nó không phù hợp. Nó phải trị dứt xong vấn đề về vàng lá, nó phải trị dứt vấn đề về tiến trùng thì combo này mới là combo phù hợp. Cho nên tôi nói rồi, thông thường tôi sẽ bán hàng qua Zalo thì đúng là nó hơi cực thiệt, nhưng tôi cung cấp cho các bạn giải pháp toàn diện và sử dụng đúng sản phẩm, sử dụng đúng mục đích thì nó ok nhất. Zalo mua hàng là 0773 888829. Các bạn nhớ tên combo này chưa? Combo lá bự chà bá. Các bạn nghĩ combo này giá sẽ là bao nhiêu? Rồi, bye bye, chào các bạn.